엄마 뭐 하지 자꾸? 응? 엄마 뭐 해요? 응? 엄마 나 찍지 마. 찍지 마. 찍지 마. 살살. 찍지 마. 엄마 뭐 해요? 배고프냐? 응? 배고파 지금. 빨리 준비해 주세요. 알았어. 그만. 알았어, 알았어. 엄마 밥 준비해 줄게. 함 sữa. Thôi chứ mà uống vô một cái thì mà người à. Gấp phật kia cho. Nhiều quá. Chà. 너무 귀여워. 힙쭉 힙쭉 잘한다. 리프트만 줘. 곰 세 마리가 한 집에 있어. 아빠 곰, 엄마 곰, 애기 곰. 아빠 곰은 뚱뚱해. 엄마 곰은 날씬해. 잤냐? 먹어, 바로 자. 오빠 어딨어? 아, 기다리. 또, 또. 진짜 못생겼다, 지금. 눈도 못생겼다. 이렇게 많이 났어요, 자기. 야, 우리 애기 똥 많이 싸. 자, 이거. 너 운동해, 운동. 우리 더럽다. 탕이 청소 안 했어? 미안하다. 천아. đây là phòng để áo quần nè mọi người. Đó. 방이요. 여기 샤워할까? 이 망고 샤워하자. 응? 샤워하자. 응? 밥 먹었다. 샤워하자. 냠냠. 냠냠냠. 우리한테 샤워하자.
Đây là những thứ mà sau khi Van Gogh tắm xong sẽ phải dùng mặt biển nè, bôi dầu tràm nè. Biết bôi làm gì, mẹ mình nói là bôi cho nó đỡ trút gió hay sao đó. Này là rơi lưỡi cho con nè. Cái này thì mình để là nước muối sinh lý, mình để nhỏ mũi với lại mắt cho con á. Còn cái này là để làm mũi và ráy tai, cũng như là lau lại cái rốn cho con á mọi người. Đó. À,오, 많이 줄었네. 오케이. 어, 여기 왜 이러지? 줄단가? 오, 우리 꽁댕이. 다시 뒤로 돌리자. 우리 아들 아빠 비싼 거 샀다. 아이, con trai mẹ tắm rửa xong đẹp trai quá. Bao nhiêu chuẩn bị đã hết chứ man.
잤냐? 잤네. 안 먹어. Được khi có em bé là những cái da nhà mình là nó sẽ dính phân như này rất là nhiều. Nên là chắc là từ đây phải hạn chế dùng những màu sáng, mua những cái màu tối tối mới được. Dạ. Đây thì mình sẽ có cái kệ để bỏ những cái đồ cần thiết của em bé, ví dụ khăn sữa, rồi những cái lót thay tã đó, rồi bỉm cho em với lại khăn tắm, những cái đồ mà vệ sinh thân thể, bôi da, tăm bông rồi các kiểu. Thì bên cạnh là máy tiệt trùng đó. Bên góc kia sẽ là máy lọc không khí. Máy lọc không khí cũng rất là quan trọng khi mà mình có em bé mọi người. Mango xe ốt. Khiếp chứ. Hồ. Hago 이거냐? 나 잘 몰라. 이거 좀 작아 보이는데. 이거. 왜 작아 보이지? 봐. 에, 엉덩이 미키 있어. 이거는 많이 안 줄어드는데. 이것도 좀 일어났어. 야! 졸리. 잤네, 우리 아들. 우리 집에 이거? 이거 왜 안 입어, 아빠가? 응? 오, 우유 나오고 있어. 오. 대단하다. 공국 làm bò sữa đã xong, mỗi bên được tầm hơn. Tới gần giữa trưa rồi mới tắm rửa skincare luôn á, là biết mọi người biết là trời chăm con cũng rất là cực luôn. Chuẩn bị skincare rồi xong ăn cơm rồi lại phải hút sữa tiếp, nó cứ lặp đi lặp lại vậy đó. Ok, thì cái bước skincare sáng của Ly á thì nó cũng rất là đơn giản, nói chung là nó tối giản mà.
và mình cũng không có quá nhiều thời gian để mà cầu kỳ làm nhiều bước giống như là trước đây nữa. Thì Lấy sẽ dùng cái toner này của Skin 1004 nha. Đây là dòng Madagascar Centella. Cái này vừa là nước cân bằng mà nó tẩy da chết nhẹ trên da của mình nữa. Với thành phần chính là Hyaluxisa giúp làm dịu da, giảm sưng đỏ, Senamide dưỡng ẩm và bảo vệ da, Niacinamide sáng da và mờ thâm. Ngoài ra còn có AHA và LHA giúp tẩy da chết nhẹ nhàng và đẩy nhanh tốc độ làm mờ thâm muộn. Những ai mà quá là bận rộn mà mình không có thời gian tẩy da chết thì mình có thể dùng song song cái toner này, nó cũng tẩy da chết nhẹ nhàng cho mình. Này, mỗi lần mà dùng xong cái toner thì thấy da mình khá là sạc khói, khá là sạch và khá là sáng nữa. Mùi cũng rất là thơm luôn mọi người, mùi dễ chịu lắm. Và tiếp theo thì Lê sẽ sử dụng luôn serum của Skin 1004 nha. Đây thì cũng là dòng Madagascar Centella luôn, Hyaluxisa Blue Serum. Vì nó có cái màu xanh xanh đó mọi người, cho nên là gọi là Blue Serum. Nhìn cái chai đẹp quá ha, mà mát mắt nữa. Trong sản phẩm này chứa 5 loại hyaluronic acid giúp ẩm rất là sâu, và Hyaluxisa thì giúp làm dịu da, dưỡng ẩm bảo vệ da. Ngoài ra còn có Niacinamide dưỡng da chống lão hóa và giúp làm dịu da thô ráp. Thì dòng Madagascar này thì khá là lành tính, cho nên là các mẹ mà đang mang thai và đang cho con bú với mình đó, thì hoàn toàn có thể sử dụng được đó. Và tiếp theo là mình sẽ sử dụng kem dưỡng ẩm của Clinique. Bởi vì đây là mùa hè cho nên là mình sẽ ưu tiên dùng các sản phẩm dưỡng dạng gel thì nó sẽ thấm nhanh hơn, với đó nó nhẹ mặt nữa. Hai cha con nó ngủ rồi đó mọi người. Thì bây giờ thì Ly sẽ làm việc, là Ly sẽ phải lên up bài với lại tư vấn da cho khách. Thì rất là vui là mọi người đã coi hết cái video cho tới tận bây giờ. Thì đó là một buổi sáng của gia đình mình. Và để có thời gian thì Ly sẽ quay tiếp cái sinh hoạt buổi tối của nhà Ly nữa. Tôi rất là muốn quay cái vlog buổi tối đó, kiểu như là buổi tối khuya con nó dậy rồi mình cho con bú như nào như nào như nào á. Thì thật sự là mình rất là muốn quay lên để cho các mẹ mà chuẩn bị có con, chuẩn bị tinh thần. Nó giỡn thôi chứ nuôi mango cũng nhàn lắm, không tới nỗi mà nó quá khó khăn như vậy đâu. Bây giờ thì chúc mọi người có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại. Bye bye.